Ngân 98 khẳng định bạn trai nam em không có cửa với chú Quang. Nam em và Ngân 98 là hai cái tên bất ngờ được nhiều người nhắc đến song song. Kể từ khi nàng Hoa Khôi tặng quà cho nàng DJ trên livestream, thời điểm nhận quà của nam em, Ngân 98 gửi lời cảm ơn trực tiếp trên livestream. Cảm ơn nam em nha, dễ thương quá à. Ê tôi cảm ơn rồi nha, mai đừng lên chửi tôi nha. Những tưởng cả hai sẽ giữ được mối quan hệ tốt đẹp thì bất ngờ cả hai lại trở thành đối thủ của nhau. Liên tục gọi tên nhau đấu tố trong các cuộc livestream, Ngân 98 đã chia sẻ trên livestream về việc phía Nam Em từng liên hệ với Lương Bằng Quang và bảo Nam ca sĩ lên livestream tạo scandal. Tôi không muốn ồn ào trên mạng xã hội đâu, nhưng mà tự nhiên tôi thấy buồn cười quá, tự dưng gọi điện cho chú Quang xong bảo ông lên mạng chửi đi." Ngân 98 nói. Ngân 98 cho biết Nam Em đang trong trạng thái không bình thường. Sau màn tố này của Ngân 98, Nam Em chia sẻ Gửi em Ngân 98, em nói chế là chế lấy em ra câu view. Nhưng mà chế thấy là từ khi mà chế like, chế hot, cái cưng cái bắt đầu mấy cưng cũng mở phiên like. Xong cưng nói chế là người bên ekip của chế nhắn tin cho cưng nói chị lấy em ra để làm trò câu like câu view. Vậy thành tựu của em là cái gì mà chị phải lấy em ra câu like câu view vậy bé? Chị thấy thành tựu của em là mặc những cái bộ đồ hớ hênh hở hang. Từ lúc em nổi lên tới giờ em chỉ nổi tiếng là gì? Là thích khoe mấy cặp bưởi, đánh DJ, đứng lắc khoe. Thành tựu của em quá tự hào để chị phải lấy em ra câu like câu view hả bé? Trước đó trong livestream của mình, Ngân 98 cho biết cô và Lương Bằng Quang không bao giờ có chuyện lên mạng mắng chửi ai, nên cũng không muốn nói sâu về chuyện này. Mới đây trong một talk show, Ngân 98 và Lương Bằng Quang đã nhắc lại vụ việc ồn ào với nam em. Dù khéo léo không nhắc tên nhưng ai cũng biết cặp đôi đang nói về người nào. Ngân 98 và Lương Bằng Quang sẽ cho luật sư của mình vào cuộc nếu đàn chị đi quá xa. Lương Bằng Quang nói, như mọi người cũng biết, mình và Ngân làm việc ở nhiều mảng khác nhau nên không thể nào thiếu một đội pháp chế. Cái người luật sư của bên Quang sẽ có trách nhiệm phân tích thêm vụ việc đó như thế nào. Họ sẽ tự động có những hành động mà Quang không cần phải tìm tòi hay ra điều kiện. Cái bên pháp chế của Quang sẽ tự động làm điều đó nếu thấy mọi chuyện đã đi quá xa. Bên cạnh đó, khi nói về bạn trai của đàn chị nam em Ngân 98 thẳng thắn, thường mà người nào được Ngân so sánh với chú Quang thì cái người đó phải tốt hơn chú Quang mới được Ngân nhắc tới. Còn hiện tại, cái người mà Ngân không lấy ra so sánh thì người đó không có cửa với chú Quang. Nam em mong bị tước vương miện Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long vì thấy quá nặng đầu. Sau khi nhận mức phạt 37,5 triệu từ Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh vì ồn màu livestream vừa qua, Nam em đã tiếp tục lên sóng. Đặc biệt lần này Nam em mở khóa bình luận dưới livestream. Ngay sau khi Nam em mở bình luận, cư dân mạng lập tức tràn vào. Bên cạnh việc để lại bình luận nhắc tới tiền phạt, nhiều cư dân mạng cảnh báo Nam em về việc cẩn thận không bị tước nốt vương miện Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, trước lời cảnh báo của cư dân mạng, nam em tỏ ra hết sức bình tĩnh người đẹp tiền giang bày tỏ hy vọng bản thân sớm bị tước vương miệng tước hộ tước nhanh tước lẹ tôi nói đổi cái vương miệng đó 8 năm trời muốn trả dữ lắm mà không chịu lấy lại bây giờ có cơ hội thì lấy dùm lấy hộ lấy lẹ quá trời nặng đầu như cái vòng kim cô vậy ràng buộc quá mệt quá lấy lẹ cái vòng kim cô để ngay dưới cây đàn kia ai qua lấy lẹ lấy dùm lấy nhanh lấy sớm lấy đi nhanh dùm không có nhu cầu trước đó chiều 29 tháng 2 ban tổ chức khoa hậu đồng bằng sông cửu long đưa thông báo cho biết ngưng hợp tác với nam em nguyên nhân được đưa ra do ban tổ chức nhận thấy nam em không phù hợp với hình ảnh này nên quyết định không để người đẹp tiếp tục hợp tác đồng hành với cuộc thi cần xem xét tình tiết tăng nặng vụ nam em trèo ra ban công khi livestream Vài ngày trước nam em khiến người dùng mạng thót tim khi livestream vào giữa khuya mà không nói chuyện. Sau đó cô bất ngờ tiến ra ban công trèo ra ngoài và không quay lại vào nhà. Gần 30 phút sau bạn trai nam em mới tắt livestream không giải thích gì thêm. Sự việc gây tranh cãi trên mạng, một bộ phận đặt câu hỏi về mục đích của hành vi này bởi việc trèo khỏi ban công trên tầng cao khá nguy hiểm, nếu gặp sự cố có thể nguy hiểm đến tính mạng. Một nhóm khác chỉ trích hành động cùng tính khí thất thường của nam em. Dù không nhắc tên nam em, streamer nhạc sĩ Virus gây chú ý khi cảnh báo hành động leo ban công nguy hiểm ảnh hưởng xấu đến người xem, khuyên người làm điều này không nên đi quá giới hạn trên mạng xã hội. Anh thẳng thắn nói nếu không rút kinh nghiệm sẽ báo cáo với các nền tảng mạng xã hội, khiến người có hành vi này mất kênh. Hành động này ảnh hưởng đến xã hội, với cương vị là người Việt Nam tôi không chấp nhận việc này. Tôi nghĩ bạn nên có lời đính chính và tuyệt đối không làm hành động nguy hiểm này nữa. Tôi xem mà bất mãn. Bạn ấy có thể cười khóc, nói người này người nọ nhưng một người đang livestream mà ra ban công đi qua đi lại thì không chấp nhận được. Theo virus Luật sư Trần Bá Học, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nhận định hành vi của nam em có dấu hiệu vi phạm pháp luật vì truyền tải những suy nghĩ tiêu cực gây ảnh hưởng đến định hướng hành vi của cộng đồng và tâm lý hoang mang trong xã hội. Theo điểm đeo khoản 1 điều 101 Nghị định 15-2020 ngày 3 tháng 2 năm 2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, nam em có thể bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu có thể áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm. Hành vi của nam em còn vi phạm quy định tại khoản 5 điều tư Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội ban hành kèm theo quyết định số 874 ngày 17 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông có các hành vi ứng xử phù hợp với những giá trị đạo đức văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, không sử dụng từ ngữ gây thù hằn, kích động bạo lực, gây phân biệt vùng miền, giới tính, tôn giáo. Trước câu hỏi về việc nam em từng bị Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh xử phạt vi phạm hành chính do vi phạm quy định tại điểm D khoản 1 điều 101 Nghị định 15 2020 ngày mùng 3 tháng 2 năm 2020, nay lại tiếp tục vi phạm, làm thế nào để nam em không tiếp tục lợi dụng mạng xã hội thực hiện hành vi sai phạm? Theo luật sư Trần Bá Học, trường hợp nam em tiếp tục bị xử lý, cơ quan chức năng sẽ xem xét tình tiết tăng nặng tái phạm, áp dụng các biện pháp nghiêm khắc hơn, bao gồm việc tăng mức phạt tiền và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả nghiêm ngặt hơn. Ông nói thêm, mỗi người đều có áp lực cuộc sống riêng, người có tâm lý không vững vàng có thể bị các áp lực tác động xấu đến hành vi ứng xử, từ đó có thể gây tiêu cực cho chính mình và người xung quanh. Với người nổi tiếng có sức ảnh hưởng như Nam Em, hành vi không đúng mực sẽ gây ảnh hưởng xấu đến xã hội, nhất là người trẻ. Nam Em đang trả giá đắt Ngày 18 tháng 3, nam em ra mắt MV mang tên The Wow. Không trầm trộn tổ chức họp báo, lần này nam em âm thầm đăng tải lên kênh YouTube, sau đó dùng tài khoản mạng xã hội giới thiệu. Tuy nhiên, không có quá nhiều người quan tâm đến MV của nam em. Sau 16 giờ phát hành, MV mới chỉ đạt 20.000 lượt nghe. Trước đó, bạn trai của nam em Bùi Hữu Cường cũng mở phiên livestream trên TikTok rồi bật MV nam em liên tục. Song cách làm này cho thấy khán giả chẳng hào hứng gì. Sau rất nhiều lùm xùm, nam em đang dần đánh mất sự yêu thương của khán giả. Ở một diễn biến khác, Bùi Hữu Cường khẳng định thời điểm hiện tại đã hủy hết hợp đồng quảng cáo. Bạn trai nam em nói trên livestream rằng sẽ trả cọc, hủy hợp đồng có giá trị 300-400 triệu. Lý do mà người này đưa ra là vì hiện tại nam em đang chuẩn bị kinh doanh nước hoa nên không nhận quảng cáo cho đơn vị khác. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng cách giải thích trên không hợp lý. Nếu có kế hoạch kinh doanh thì từ đầu lý do nhận hợp đồng 300-400 triệu đến sát ngày thực hiện là hủy. Thêm nữa, việc đột ngột trả cọc, hủy hợp đồng có thể khiến nam em phải đền số tiền lớn vì vi phạm hợp đồng. Các show diễn phòng trà của nam em cũng không hát, lý do cô đưa ra là cách xe thấp, trừ đi các chi phí đi lại, trang phục, make up thì chẳng còn bao nhiêu. Đồng thời, nam em cũng thẳng thắn nói để mời cô đi show phải trả trên 100 triệu đồng, thấp hơn giá này nam em không nhận. Cô bằng mà nói trước đây nam em được khá nhiều khán giả yêu thương bảo vệ vì thấy cô ốm yếu, sức khỏe thường xuyên gặp vấn đề, nên khán giả chẳng tiết tiền mua vé xem nam em hát. Tuy nhiên, từ sau khi hẹn hò Bùi Hữu Cường và có những phát ngôn thiếu kiểm soát, động chạm đến đồng nghiệp, nam em đã trượt dài hiện không ít khán giả tuyên bố quay xe ngừng theo dõi nam em các buổi livestream của cô cũng chẳng còn được quan tâm như trước khán giả yêu cầu nam em ít xuất hiện trên mạng xã hội đừng bày thêm trò này trò kia để làm phiền người khác nếu cứ tiếp tục đánh bóng tên tuổi bằng thị phi và chẳng nhận ra sai lầm nam em sẽ trượt dài và trả giá bằng cả sự nghiệp nam em xuất hiện trở lại trên livestream sau vụ leo ra ban công chiêu trò quá mức mới đây cộng đồng mạng tiếp tục dậy sóng vì nam em xuất hiện trở lại trên livestream sau vụ leo ra ban công gây chấn động theo đó người đẹp chính x không lộ mặt mà chỉ lên sóng bằng giọng nói nam em và bạn trai liên tục nói đến mv mới đồng thời không ngừng thanh minh về bản thân cách nam em chia sẻ khiến cư dân mạng càng thêm thất vọng về cô cô nói nếu lúc đó tôi không tham cứ làm theo kiểu ai thích thì nghe thích xem mv của mình thì xem chắc cũng chả sao nhưng mà mình cũng muốn mọi người nghe nhạc mình mong khán giả biết đến âm nhạc thành ra mình đã có hợp đồng giao ước bằng cách khứng mình không nói về vấn đề tâm linh nhưng rõ ràng ở đây không coi trọng sức khỏe, cứ hy sinh giấc mơ làm sao để sản phẩm âm nhạc được mọi người đón nhận. Đến lúc đón nhận rồi mới thấy sức khỏe không tốt, không có sức khỏe không làm được gì. Đứng trên sân khấu hát và thể hiện mình là ca sĩ chuyên nghiệp mà cũng không được. Sau đó, nam em cứ liên thuyên về chuyện bệnh tật, ốm yếu, đứng trên sân khấu như cực hình. Tiếp đến, người đẹp 9X còn tuyên bố cô có thăng thở mệt mỏi thì cũng chẳng ai thèm nghe. Nam em cứ liên tục đóng vai nạn nhân, đổ lỗi cho khán giả kích động khiến cô có những hành động lời nói thiếu kiểm soát. Nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng vì nam em nói chuyện bất nhất. Trước đây, cô từng tuyên bố trời showbiz không tham gia hoạt động nghệ thuật. Sau khi gây ồn ào và bị phạt, nam em đột ngột làm album Tôm MV mới. Chẳng những vậy, cô còn hứa hẹn sẽ quay lại hát hò tập trung phát triển sự nghiệp. Việc nam em nói chuyện bất nhất cũng làm khán giả quay xe và mắng cô chiêu trò. Một số ý kiến cho rằng có nhiều cách để đánh bóng tên tuổi, không nhất thiết phải mang đến hàng loạt thông tin tiêu cực cho khán giả. Chính năm em đang tự đánh mất danh tiếng và sự nghiệp, chứ chẳng ai hãm hại hay dồn ép cô vào đường cùng.